chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi tạp chí Văn hóa và Đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Trong mục Muôn mặt đời sống có loạt phóng sự chuyên đề nhân rộng hình thức hỏa táng tại tỉnh Hưng Yên. Đây là hình thức mai táng văn minh, tiết kiệm, đảm bảo vệ sinh môi trường. Mục Chuyện làng quê là câu chuyện về mô hình nông nghiệp sạch trong nhà lưới tại huyện Phù Cử. Thưa quý vị, sau hơn 4 năm tỉnh Hưng Yên thực hiện chính sách hỗ trợ khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng giai đoạn 2019-2022, phong trào hỏa táng cho người qua đời được nhân rộng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Tỷ lệ hỏa táng ngày càng cao, hiện nay đạt khoảng 50%. Đây là hình thức mai táng văn minh, tiết kiệm, đảm bảo vệ sinh môi trường. Chính vì vậy được người dân hưởng ứng và thực hiện. Chuyên đề sau đây sẽ minh chứng cho điều này. Cách đây ít ngày, gia đình ông Đỗ Văn Thạo ở xã Đông Kết, huyện Khói Châu thực hiện hỏa táng cho mẹ mình là bà Tường Thị Nguyên qua đời ở tuổi 94. Biết tới ưu điểm nhanh gọn, tiết kiệm, lại đảm bảo vệ sinh môi trường của hỏa táng qua các phương tiện thông tin đại chúng và từ thực tế của nhiều hộ khác trong xã đã thực hiện hỏa táng trước đó. Vì thế, ngay sau khi cụ Nguyên qua đời, gia đình ông Thạo bàn bạc và đi đến thống nhất sử dụng hình thức mai táng văn minh, hiện đại và sạch sẽ này. Xã Đồng Kết lúc nào cũng động viên bà con và các gia đình có người chết đi hỏa táng. Một là giữ vệ sinh cho môi trường, hai là con cái nó đều phải học theo mình để làm sao gọi là được giữ được cái văn minh. Xã Đồng Kết là một trong những địa phương có tỷ lệ người qua đời được hỏa táng cao nhất tỉnh. Năm 2021 và 2022, tỷ lệ hỏa táng ở địa phương này đạt 90%. Khi gia đình nào có người qua đời, ban tang lễ xã Đồng Kết phối hợp với thôn và gia đình tổ chức lễ tang, đồng thời tuyên truyền vận động gia đình thực hiện hình thức hỏa táng. Từ những cái bước đầu thì cũng rất ít người dân hưởng ứng. Nhưng sau xuất phát từ những cái lợi ích về văn minh, về môi trường và các cái công sức sau khi người qua đời thì mà cải táng rồi thì các cái cơ bản nhân dân trong tỉnh ủng hộ. Nhiều cán bộ đảng viên gương mẫu đi đầu thực hiện. Điển hình như mới đây ông Nguyễn Đức Tiếp, bí thư chi bộ, trưởng thôn Đồng Kết thực hiện hỏa táng cho bố mình và tổ chức tang ma tiết kiệm. Thực hiện cái chương trình xây dựng nếp sống mới văn hóa ở khu dân cư thì những năm gần đây thì để hưởng ứng cái chương trình mà đi hỏa táng cho người qua đời ở tại địa phương thì cũng được chi bộ rồi ban công tác mặt trận cũng tuyên truyền trong các cái hội nghị rất là nhiều, nói rất là nhiều và cũng rất mừng là trong những khoảng 3 năm về đây thì cơ bản là người ở thôn Đồng Kết nói riêng và xã Đồng Kết nói chung khi qua đời là đi hỏa táng. Hỏa táng là hình thức mai táng cho người chết sạch sẽ, văn minh, giữ vệ sinh môi trường, giảm những hủ tục lạc hậu và rườm rà kèm theo. Chi phí chọn gói cho một ca hỏa táng từ 10 đến 12 triệu đồng. Thủ tục tiến hành đơn giản, gọn nhẹ, quy trình thực hiện trang trọng, chu đáo, chỉ mất khoảng 2 tiếng, gia đình có thể đưa hài cốt về chôn cất và xây mộ, không phải mất công cải táng như hình thức địa táng. Theo thống kê của Sở Tài chính, giai đoạn 2019-2022 đã có trên 11.000 gia đình trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ chi phí hỏa táng với tổng số tiền trên 61 tỷ đồng. Giai đoạn 2023-2025, tỉnh Hưng Yên tiếp tục có chính sách hỗ trợ, khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên hỗ trợ tiền cho các trường hợp người chết sử dụng hình thức hỏa táng với các mức hỗ trợ 12 triệu đồng trên một ca hỏa táng đối với trường hợp người chết là người vô gia cư, lang thang, cơ nhỡ, người cao tuổi, cô đơn, không nơi nương tựa. Hỗ trợ 10 triệu đồng trên ca hỏa táng đối với trường hợp người chết thuộc hộ nghèo. Hỗ trợ 7 triệu đồng trên một ca hỏa táng đối với trường hợp người chết thuộc hộ cận nghèo. Đây là chính sách nhân văn thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với những hộ có hoàn cảnh khó khăn khi thực hiện tang ma cho người quá cố. Gia đình anh Nguyễn Văn Tuấn là một hộ nghèo ở thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, có hoàn cảnh éo le, vợ mắc bệnh hiểm nghèo, con gái bị bệnh thoái hóa cơ tủy phải chăm sóc đặc biệt. Vừa qua, khi bố anh Tuấn mất, gia đình thực hiện hỏa táng và nhận được 10 triệu đồng từ sự hỗ trợ của tỉnh đã giúp gia đình anh trang trải một phần chi phí tổ chức tang ma. Thực hiện theo cái chính sách hỏa táng để sạch sẽ và văn minh thì nhà mình cũng đưa ông đi hỏa táng thì hết sức cảm ơn chính quyền đã quan tâm và
hỗ trợ cái tiền mai táng phí kịp thời cho gia đình trang trải công việc. Mình cũng cảm nhận thấy rằng cái chính sách hỗ trợ ấy thì là cũng rất là nhân văn và tốt đẹp. Mình mong rằng là những cái chính sách tốt đẹp như thế luôn được duy trì để cho các hoàn cảnh khó khăn được chia sẻ và gọi là động viên. Trên địa bàn trấn chúng tôi hiện nay còn hơn 200 trường hợp là đối tượng gia đình hộ nghèo, cận nghèo. Trong đó có 116 trường hợp hộ nghèo. Nhà nước vẫn quan tâm đến các đối tượng này thì tôi thấy đây là một trong nội dung mà an sinh xã hội rất là tốt. Chúng tôi tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, làm tốt về công tác hỏa táng cho người thân sau khi từ trần. Trong những năm qua, một số địa phương đã có những giải pháp cụ thể nhằm nhân rộng hình thức hỏa táng. Điển hình như huyện Văn Lâm hỗ trợ 3 triệu đồng trên một ca hỏa táng, cộng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, qua đó đã khuyến khích người dân lựa chọn hình thức hỏa táng khi có người thân qua đời. Hiện nay, Văn Lâm có tỷ lệ người qua đời hỏa táng khoảng 70%, là một trong những huyện có tỷ lệ hỏa táng cao nhất tỉnh Hưng Yên. Huyện Văn Lâm là địa phương có dân số đông, đang công nghiệp hóa nhanh, cho nên khó khăn trong quy hoạch thêm đất nghĩa trang chôn cất người chết. Vì vậy, các xã thị trấn trong huyện xác định nhân rộng phong trào hỏa táng sẽ góp phần giảm sức ép cho các nghĩa trang, giúp các địa phương có thêm quỹ đất, đồng thời giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm môi trường. Xây dựng nghĩa trang của trên địa bàn xã thì đất chật, người đông, diện tích thì càng ngày càng hẹp, rẻ đã dành riêng cho khu công nghiệp, cho nên cái việc mà người chôn là cũng rất là chật hẹp. Chúng tôi xây dựng nông thôn mới thì tiếp tục là các ban ngành đoàn thể tuyên truyền cho nhân dân khi người thân qua đời là đem đi hỏa táng để cho nó đảm bảo hợp vệ sinh. Song song với mức hỗ trợ theo quy định của tỉnh thì huyện Văn Lâm hỗ trợ 3 triệu đồng trên một ca hỏa táng. Thời gian hỗ trợ từ năm 2017 đến hết năm 2026. Chính sách này đã giúp các hộ gia đình, nhất là các hộ nghèo, có thêm chi phí tổ chức tang ma cho người mất, đồng thời kích cầu phong trào hỏa táng ở các địa phương. Đi hỏa táng, cái thứ nhất là vừa sạch, cái thứ hai là vừa gọn gàng, chấp hành chính sách nhà nước, cho bà yên chí sau này không phải nhắc đi nhắc lại nữa, để lại khó khăn cho các cháu. Ủy ban Nhân dân huyện Văn Lâm chỉ đạo các phòng ban và chính quyền địa phương hướng dẫn giải quyết nhanh chóng, thuận lợi hồ sơ thủ tục cho các gia đình có người qua đời sử dụng hình thức hỏa táng, được nhận chi phí hỗ trợ của tỉnh và của huyện sớm nhất. Văn Lâm là một huyện đi đầu của tỉnh trong cái hình thức hỗ trợ khuyến khích sử dụng hỏa táng, có hai mục đích. Một là khuyến khích cái người dân mà có người thân qua đời ấy, mà đưa đi hỏa táng ấy, để người ta nâng tỷ lệ cao hơn nữa, và để cái thứ hai là để giảm thiểu cái ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện. Hình thức hỏa táng cùng với xây dựng nghĩa trang đồng bộ và thực hiện tang ma tiết kiệm phù hợp với xu thế của xã hội hiện đại, đồng thời thực hiện hiệu quả chỉ thị số 07 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư. Vài năm trở lại đây, tại huyện Phù Cừ xuất hiện mô hình nông nghiệp sạch trong nhà màng, nhà lưới có doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm. Đó là mô hình của anh Bùi Văn Phương ở xã Tống Chân với các loại cây trồng chủ yếu là dưa sữa, dưa lưới, dưa chuột và ớt chuông. Năm 2013, trở về nước sau 8 năm sinh sống và làm việc tại Cộng hòa Séc, cùng với những kinh nghiệm trong quá trình làm nông nghiệp sạch ở nước bạn, anh Bùi Văn Phương trở về quê hương Phù Cừ với giấc mơ xây dựng mô hình nông nghiệp sạch ngay trên quê hương mình. Năm 2016, sau vài năm tìm tòi và lên kế hoạch, anh Phương đã xây dựng những khu nhà lưới đầu tiên với diện tích 500m2. Những ngày đầu mới khởi nghiệp, anh Phương gặp nhiều khó khăn và cả những thất bại. Cái năm 2016, sau khi dựng cái nhà xong của ngày hôm trước thì hôm sau bão về là đổ sập hết. Đấy là kỷ niệm nhớ nhất là cái thất bại. Những cái diện tích nhà đầu tiên thì nó cũng chỉ loanh quanh có mấy trăm mét vuông một nhà. Chúng tôi chưa có tính liên tục vài ba tháng mới được một lứa. Đầu tiên thì chúng tôi đưa ra cái thị trường chợ truyền thống, họ từ chối luôn. Lý do là cái sản phẩm của mình là không được qua xử lý chất bảo quản này khác, nên không để được lâu. Cái thứ hai nữa là cái giá cả thì cái giá theo thị trường trôi nổi, nghĩa là lúc rẻ thì người ta mua rẻ, lúc đắt thì mua đắt. Như thế thì theo như cách làm của chúng tôi nó không phù hợp. Và sau đấy nữa thì phải nghiên cứu đến những cái thị trường mà nó mang tính chất ổn định và đặc thù là cái việc của mình làm cái những cái cây ở trong nhà màng, nhà lưới thì
cái chất lượng phải đặt lên hàng đầu. Thì mình đến lúc đấy mình mới đi tìm đúng cái hướng của cái thị trường. Không lùi bước trước những khó khăn, anh Phương vẫn tiếp tục vừa triển khai mô hình nông nghiệp trong nhà màng, nhà lưới, vừa tự tìm đầu ra. Tính tới năm 2022, tổng diện tích nhà màng, nhà lưới của anh đã mở rộng lên 8.000 m² cho doanh thu cao. Để có được thành công này, anh Phương không chỉ liên tục cập nhật khoa học công nghệ mà còn rất kỹ càng trong khâu lựa chọn giống. Những cây giống anh đưa vào trồng đều được lựa chọn từ nhà cung cấp cây giống hàng đầu của Hà Lan. Lần đầu tiên thì khi đến farm của anh Phương thì một cái cảm nhận đầu tiên là một cái farm rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Điều đó có nói lên rằng là anh Phương là người mà phải nói có những cái kỹ thuật trồng trong nhà kính rất là tốt. Nhà lưới thì sạch sẽ, hệ thống đường, hệ thống tưới, chăm sóc rất là cẩn thận. Mô hình của anh Phương ở Tống Chân là một mô hình có thể nói là rất là tiêu biểu cho cái sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của huyện Phù Cừ. Mô hình này anh ấy đã thực hiện được trong rất nhiều năm qua và đem lại cái hiệu quả kinh tế cao. Và tới đây thì Phù Cừ mong muốn của huyện Phù Cừ chúng tôi là cái mô hình này sẽ được nhân ra diện rộng, có nhiều cái diện tích nhà lưới, nhà kín và sản xuất nông nghiệp theo cái hướng công nghệ cao như của anh Phương. Thành công bước đầu với các giống cây luân phiên theo mùa vụ như dưa lưới, dưa sữa, dưa chuột, ớt chuông. Thời gian tới, anh Phương có dự định mở rộng diện tích nhà màng, nhà lưới lên 11.000 m² và đưa thêm một số giống cây mới vào thử nghiệm. Đây cũng là mô hình nông nghiệp sạch nổi bật cần được nhân rộng nhiều hơn trên địa bàn tỉnh. Thầy giáo Nguyễn Quang Thạch, giáo viên trường trung học cơ sở Long Hưng, huyện Văn Giang, là người nhiệt tình, trách nhiệm với các hoạt động phong trào của nhà trường. Thầy cũng là người có khả năng sáng tác ca khúc ca ngợi quê hương đất nước. Các tác phẩm của thầy Thạch đã trở thành các ca khúc được nhiều người yêu thích. Yêu âm nhạc, thích giai điệu ngọt ngào của những ca khúc viết về quê hương đất nước ngay từ khi còn nhỏ, nên thầy Thạch đã lựa chọn thi vào Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, chuyên ngành sư phạm âm nhạc và gắn bó với nghề giáo viên hơn 20 năm qua. Thầy Thạch đã truyền ngọn lửa đam mê âm nhạc tới những học trò của mình và thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ của nhà trường ngày càng phát triển mạnh. Bên cạnh hoạt động giảng dạy trong nhà trường thì thầy Thạch còn thường xuyên tham gia giàn dựng và biểu diễn văn nghệ trong các hội diễn của ngành, những dịp lễ hội hay phục vụ những sự kiện chính trị của xã, huyện. Quang Thạch ý thức được rằng mình sinh ra trong một cái vùng quê có rất nhiều cái truyền thống văn hóa như là hát chèo, hát quan họ, rồi những cái làn điệu du để góp nhặt vào trong cái lời ca ý nhạc của mình. Tôi thấy thầy Thạch đã phổ những cái bài hát của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Vũ Toàn, và có cái bài hát về Hưng Yên, phải nói rằng là nghe rất là tuyệt vời. Đến nay, thầy Thạch đã viết lời và sáng tác nhạc cho hàng chục ca khúc với những nét phong cách riêng, độc đáo, tạo ấn tượng tốt trong lòng người nghe, như bài ca tuyên giáo Hưng Yên, lời thơ Vũ Văn Toàn, Bừng sáng một miền quê và Tự hào Văn Giang trường em, lời thơ Đào Quang Điền. Trong lĩnh vực hoạt động nghệ thuật về âm nhạc thì Quang Thạch cũng có rất nhiều đóng góp cho quê hương. Cũng đã tham gia ở nhiều những cái giải thi và luôn luôn được bạn bè, bạn diễn rất là tin tưởng và giao cho những cái trọng trách là đạo diễn rồi tổng đạo diễn những cái chương trình nghệ thuật. Không chỉ viết lời và sáng tác nhạc cho các ca khúc của mình, thầy Thạch còn được nhiều tác giả tin tưởng, gửi gắm và nhờ phổ nhạc cho các tác phẩm. Một trong những tác phẩm nổi bật và được đánh giá cao đó chính là bài hát Hưng Yên quê tôi, lời thơ Vũ Văn Toàn, được thầy phổ nhạc năm 2010. Đây là một trong 10 bài hát hay nhất về Hưng Yên và được in vào sách âm nhạc địa phương của tỉnh để đưa vào giảng dạy cho học sinh. Với những đóng góp của thầy Thạch trong hoạt động sáng tác âm nhạc, thầy đã nhiều lần nhận được giấy khen của các cấp trao tặng. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại tạp chí Văn hóa và Đời sống số này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.